Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Thành phố của Ukraine bị không kích sau vụ tấn công cầu Crimea. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ kiểm tra vũ khí phương Tây bị tịch thu. Mổ xẻ chiến thuật của Nga và Ukraine trên chiến trường. Bulgaria gửi gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Sáng sớm nay, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở Odessa, một thành phố thuộc miền nam Ukraine, sau một ngày xảy ra vụ tấn công cây cầu Crimea. Thành phố của Ukraine bị không kích sau vụ tấn công cầu Crimea. CNN cho biết tiếng còi báo động vang lên lúc khoảng 2 giờ sáng và lực lượng phòng không hoạt động khắp thành phố sau khi có 4 tiếng nổ lớn. Đèn dọi từ hướng cảng Odessa, một vật thể sáng rơi từ trên trời và bốc cháy. Ông Sohi Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đang đẩy lùi một cuộc không kích của Nga. Odessa, công việc tác chiến phòng không đang được tiến hành. Ông Borachuk thông báo trên Telegram. Vào ngày 17 tháng 7, một quan chức an ninh Ukraine tuyên bố ép chịu trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu Krum, một tuyến tiếp tế quan trọng cho lực lượng của Nga ở Ukraine và là công trình mang dấu ấn cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Nga gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố và tuyên bố Moscow sẽ đáp trả. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Marat Kuznulin cho biết giao thông đã được khôi phục trên một lan đường của cây cầu. Một video được đưa lên mạng xã hội cho thấy hai chiếc xe đang đi trên cầu lúc nửa đêm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuliba bày tỏ hoài nghi rằng cây cầu này có nên được coi là công trình hạ tầng dân sự hay không, cho rằng nó chủ yếu được dùng vào mục đích quân sự để tiếp tế cho lực lượng Nga ở Crimea và miền nam Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov viết trên Telegram rằng cây cầu Crimea bị tấn công bằng thiết bị không người lái của hải quân. Một nguồn tin giấu tên từ cơ quan an ninh Ukraine SBU nói với CNN rằng cuộc tấn công lần này là hoạt động phối hợp của SBU và hải quân Ukraine. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ kiểm tra vũ khí phương Tây bị tịch thu. Moscow có thể tìm cách tái chế một số công nghệ của phương Tây. Tổng thống Nga tuyên bố. Tổng thống Nga Putin cho biết các chuyên gia nước này sẽ kiểm tra và đánh giá vũ khí do phương Tây sản xuất mà quân đội Nga thu giữ được trong cuộc phản công của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin đã được hỏi về những gì Moscow định làm với số trang thiết bị của phương Tây bị tịch thu ở Ukraine. Có một thành ngữ gọi là kỹ thuật đảo ngược. Ông Putin cho biết, trong khi lưu ý rằng cả Nga và các nước phương Tây đều có thiết bị hiện đại, ông putin nói rằng moscow không có ý định bỏ qua cơ hội kiểm tra kỹ thuật vũ khí trang bị của phương tây nếu có cơ hội tận dụng và xem liệu có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng thì tại sao lại không nhà lãnh đạo nga nêu rõ nhận xét của tổng thống nga được đưa ra sau khi một số video lan truyền gần đây trên mạng xã hội có cảnh các binh sĩ nga đứng trước một chiếc xe chiến đấu bộ binh bradley do mỹ sản xuất bị tịch thu Tuần trước, Dmitry Rogozin, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tuyên bố rằng quân đội nước này đã thu giữ một tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine. Ông nói tên lửa chỉ bị phá hủy một phần khi va chạm, khiến nó trở thành một nguồn thông tin kỹ thuật hữu ích. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công lớn kể từ đầu tháng 6 với sự hỗ trợ của hàng trăm phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, cho đến nay, Kiev vẫn chưa đạt được bất kỳ ưu thế nào. Vào cuối tháng 6, tờ New York Times đưa tin Ukraine đã mất khoảng 15% số xe Bradley mà nước này nhận được từ Mỹ. Các bãi mìn rộng lớn của Nga được cho là một trong những nguyên nhân chính. Mổ xẻ chiến thuật của Nga và Ukraine trên chiến trường, giai đoạn đầu của chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại những phần đất mà Nga đang kiểm soát, bắt đầu một cách không phô trương từ nhiều tuần trước. Ngoài việc khẳng định lực lượng đang tiến lên, Kiev không cung cấp thông tin cụ thể về tình hình chiến trường. Diễn ra gần như ngoài tầm quan sát của giới phân tích, chiến sự ở miền Đông và miền Nam Ukraine là cuộc đọ sức giữa lực lượng được phương Tây trang bị vũ khí và khí tài hiện đại với lực lượng Nga đã dành nhiều tháng để củng cố thế trận phòng thủ. Theo các chuyên gia, Nga và Ukraine đang sử dụng những chiến thuật dưới đây. Về các chiến thuật của Ukraine, Chiến sự diễn ra ác liệt tại nhiều điểm dọc chiến tuyến dài 1.500 km. Lực lượng Ukraine đạt được một số tiến triển ở sườn phía Bắc và Nam thành phố Ba Mút, nơi Nga giành được quyền kiểm soát từ tháng 5. Giao tranh ở Daporytia thuộc mặt trận phía Nam cũng diễn ra gây cấn, khi lực lượng Ukraine chỉ đạt một số tiến triển nhỏ vì vấp phải lớp lớp phòng thủ của Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia gần đây khẳng định quân đội Ukraine đã phá hủy 6 kho đạn dược của Nga chỉ trong vòng 24 giờ, Phát biểu của quan chức này gợi ý về chiến thuật mà Ukraine đang sử dụng. Chúng tôi giáng những đòn hiệu quả, đau đớn, chính xác và khiến đối phương chảy máu. Những người thiếu đạn dược và nhiên liệu cuối cùng sẽ chết, bà nói. Đầu tháng này, đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, nói rằng đây là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Cô lập các đơn vị nga bằng cách dùng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công các trung tâm hậu cần và chỉ huy của nga ở phía sau ukraine cũng cố gắng kéo căng các nguồn lực của nga bằng cách tấn công đồng thời nhiều điểm dọc chiến tuyến theo ông radakin ukraine sẽ bước sang giai đoạn phản công toàn diện nếu nga thất thủ tại một điểm trên chiến trường khi đó lực lượng dự bị của kiev sẽ vượt qua hàng phòng thủ để tràn vào trong tôi gọi đó là chính sách bỏ đói kéo căng và tấn công ông radakin phát biểu trước một ủy ban thuộc quốc hội anh ông radakin nhấn mạnh rằng ukraine thiếu sự hỗ trợ từ trên không khi triển khai tấn công Kiev được phương Tây cam kết sẽ cung cấp tiêm kích F-16, nhưng dự kiến phải đến năm sau mới nhận được. Ukraine cũng đề nghị cung cấp thêm vũ khí tầm xa và đạn dược. Tuần trước, Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine để giúp Kiev tăng cường năng lực tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông hy vọng loại bom này sẽ giúp chặn các xe tăng Nga vì người Ukraine sắp hết đạn dược. Về chiến thuật của Nga, lực lượng Nga đang dùng một lượng lớn mìn chống tăng để làm chậm chiến dịch phản công bằng thiết giáp của Ukraine ở miền Nam bên cạnh đó nga cũng huy động máy bay không người lái trực thăng và pháo binh tấn công đáp trả ngay cả khi cố thủ phía sau các lớp chiến hào hào chống tăng và các chướng ngại vật khác nhiều km lực lượng nga vẫn gặp rất nhiều khó khăn tiêu hao trên chiến trường đã làm giảm sức mạnh quân sự của moscow ông radakin nói rằng nga đã mất khoảng một nửa sức mạnh chiến đấu kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào hồi đầu năm ngoái bên cạnh đó các nhà máy của nga không thể cung cấp đủ đạn dược để thay thế số đã sử dụng trên chiến trường ông nói cũng theo vị tướng này, Nga đã sử dụng khoảng 10 triệu quả đạn pháo ở Ukraine, trong khi chỉ có thể sản xuất 1 triệu quả mới. Tương tự, họ đã mất hơn 2.000 xe tăng nhưng chỉ sản xuất được 200 xe thay thế. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Điền quân Mỹ, gần đây nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ rất dài và rất đẫm máu. Khi thời tiết xấu đi, các bên tham chiến sẽ phải kiểm kê và chuẩn bị cho một đợt chiến tranh tiêu hào nữa trong mùa đông năm nay. Theo các nhà phân tích phương tây, chiến dịch phản công dù thành công cũng sẽ không kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, nó có thể trở thành giai đoạn mang tính quyết định và tăng cường vị thế cho Kiev nếu hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine cũng muốn chứng tỏ với phương tây thấy rằng việc họ viện trợ vũ khí là điều đáng làm. Bulgaria gửi gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, gồm 100 xe bọc thép từ kho dự trữ của Bulgaria, đã được gửi tới Ukraine. Theo đó, các thiết bị quân sự đã được mua cách đây 40 năm. Đây là thiết bị quân sự bọc thép được mua từ lâu và chưa bao giờ được sử dụng, đồng thời nó gây chi phí lưu trữ và bảo trì. Ivalo Michev, thuộc Liên minh cầm quyền, chúng ta tiếp tục thay đổi. Dân chủ Bulgaria cho biết, những phương tiện này sẽ hữu ích đối với các lực lượng Ukraine, nghị sĩ Bulgaria nói thêm. Quyết định về việc viện trợ xe bọc thép được công bố chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Bulgaria. Đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên từ Bulgaria cho Ukraine được chính thức công bố. Viện trợ quân sự của Bulgaria cho đến nay là bí mật, nhưng thông tin không chính thức là nước này đang hỗ trợ Ukraine về đạn dược. Trong khi đó, Bulgaria kỳ vọng sẽ nhận được năng lực quân sự thay thế từ Mỹ sau khi cung cấp các xe bọc thép cho Ukraine. Quân đội Bulgaria đã công bố đưa đặt hàng trị giá gần 1 tỷ USD để mua các phương tiện bọc thép hiện đại của phương Tây cho lực lượng bộ binh, nhưng thủ tục vẫn chưa được hoàn tất. Vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ lâm thời ở Bulgaria do tổng thống Rumen Radev chỉ định đã từ chối gửi các hệ thống phòng không S300 cũ của Liên Xô, loại vũ khí mà Ukraina mong muốn để đổi lấy việc nhận các hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ trị giá 200 triệu USD. Hiện chính phủ Bulgaria mới hy vọng lời đề nghị của Mỹ vẫn còn hiệu lực. Bulgaria là một trong số ít quốc gia thành viên NATO có số lượng lớn vũ khí và thiết bị thời Liên Xô cũng như đạn dược cho các thiết bị này. Đây là loại mà quân đội Ukraina sử dụng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.